Hey, xin mến chào cô chú đến với kênh là cây kiểng của tôi cũng như kênh bonsai mini TNCT. Thì hôm nay vườn con lên clip này để giới thiệu và giao lưu những cái cây kiểng mà bên vườn con hiện tại đang bán ha. Còn như trên màn hình cô chú hiện tại đang thấy nè, đây là một cái đống, đống này đống linh sam siêu hoa đó. Đống cây này là đống cây linh sam siêu hoa nha cô chú anh chị. Và cây á, thì nói chung là vườn con mới bứng về ngày hôm qua, xong rồi vườn con chuẩn bị cắt và lên chậu lại để giao lưu cùng cô chú mình ha. Và hiện tại thì cô chú mình cũng có thể là mua cái cây như thế này cũng được bình thường, chứ không có vấn đề gì hết ha. Tại vì cái cây siêu hoa nó rất là khỏe, thì có thể là con sẽ ship y nguyên như thế này về cho cô chú mình xử lý rồi trồng lại luôn, nó vẫn được bình thường nha. Tại vì cái cây này con mới bứng. Và những cây siêu hoa này vườn con quắn dáng quái rất là nhiều dáng khác nhau, nó không có dáng nào giống dáng nào hết. Nói chung là mỗi cây mỗi kiểu á. Và hoành của nó cũng khoảng chừng là từ 10 trở lên. Có cây 12, có cây 13, có cây 14. Vậy đó. Nè. Đó. Quấn nhiều kiểu lắm. Thì những cái phôi siêu hoa này vườn con về đợt này là gần 700 phôi. Thì giá vườn con hiện tại đang giao lưu những cái phôi siêu hoa này là chỉ 80 ngàn một phôi thôi. Cô chú mình mua 3 phôi là 240 ngàn là sẽ được miễn phí vận chuyển ha. Đó, 3 phôi siêu hoa là 240 miễn phí vận chuyển. Là không, là mình không có tốn tiền ship đó nha cô chú. Còn những cái cây hiện tại đang ở vườn con bán á, là một số cây còn cũng đang thanh lý. Thì cô chú mình xem tham khảo, ưng ý thì liên hệ vườn con ha. Đầu tiên con giới thiệu những thằng linh sam hạt gạo trước đi. Thì những cây linh sam hạt gạo như trên màn hình cô chú mình đang thấy nè, vườn con đã chiết nhánh và trồng thuần chậu khá là lâu. Cây thì đa số vườn con cắt tỉa một cái bộ phơm tàn tròn tròn để về cô chú mình làm bonsai mini hoặc là ghép tiêu cảnh á. Đó. Và giá những cây hạt gạo này vườn con đang giao lưu chỉ có 35.000 cây thôi. Giá thanh lý á 35.000 cây thôi ha. Nhiều cây rất là dễ cưng. Nhưng mà về cô chú mình cũng phải là cắt tỉa bộ phơm tàn từ từ lại nó mới đẹp hơn nữa ha. Đó, 35.000 một cây linh sam hạt gạo loại thanh lý. Rồi, ở đây con cũng đang có thanh lý loại linh sam hạt gạo này nữa, giá chỉ có 70 ngàn thôi. Cây là trồng gần 2 năm. Đây, chi tàn cũng đang rất là ok. Gốc thì cỡ chừng ngón tay trỏ, ngón tay cái. Đó, nhưng mà ngón tay trỏ thì nhiều, cây cũng đang cho hoa luôn ha. Mấy cây linh sam hạt gạo này vườn con cũng thanh lý với giá là 70 ngàn nè. Cô chú mình có nhu cầu mua thì liên hệ nha, về cắt tỉa phơm tàn đồ lại thêm. Đó, linh sam hạt gạo thanh lý 70 ngàn một cây. Còn clip những cây hạt gạo mà con trồng từ 4 đến 5 năm thì con sẽ lên clip mỗi ngày để cô chú mình lựa chọn ha. Những cây này rất là già, một số cây nó có phơm dáng rất là đẹp đây nè. Thì cô chú mình có nhu cầu mua thì có thể là bấm vô kênh con xem ha. Bấm vô kênh con xem clip và thấy cây nào ưng thì liên hệ vườn con. Có những cây cổ thụ rất là đẹp. Rồi, đó là về linh sam siêu hoa rồi linh sam hạt gạo vậy ha. Thì hiện tại vườn con có mấy cái cây dạng mini cho cô chú mình làm bonsai mini ghép tiêu cảnh. Đây nè. Linh sam 86 nha cô chú anh chị. Linh sam 86 này vườn con đã chiết nhánh và thuần chậu, trồng với chậu C7 rất là to. Xong rồi vườn con mới cắt cục lại ép vô chậu nhỏ như thế này. Nè, cầm trong lòng bàn tay vậy đó, thì cho cô chú mình về ghép tiêu cảnh dễ dàng nè, hoặc là làm bonsai mini rất là dễ ha. Đó. Cây hiện tại đang phát triển chi tàn rất là đẹp, linh sam 86 29 ngàn một cây nha. Còn ở đây là linh sam hoa trắng. Linh sam hoa trắng này thì vườn con hiện tại đang giao lưu là 35 ngàn một cây. Nè, cây như thế này nha cô chú. Đó, cao 5-60 luôn. Thân cỡ chừng ngón tay út, 35 ngàn cây linh sam hoa trắng ha. Còn ở bên đây là linh sam hồng phấn nè. Linh sam hồng phấn thì vườn con cũng ép vô chậu C5 loại nhỏ luôn á, cho cô chú mình về làm bonsai mini, cũng là cây nguyên liệu nha. 30 ngàn một cây linh sam hồng phấn. Rồi, thêm một loại linh sam nữa là linh sam siêu hoa sắp đế. Vườn con những cây này á, sắp đế đa số cơ bản là nó đế đều. Đó, cây nào đế cũng đều hết, nhưng mà nó hơi lọt sọt tí xíu về cô chú mình sắp đồ thêm. Hoặc là mình để đế sắp tự nhiên vậy mình chơi luôn cũng được. Mình làm bonsai mini ha.
Thì những cây này vườn con hiện tại á, trồng khoảng chừng 7-8 tháng rồi, và cây đang phát triển rất là ok, rất là đẹp. Thì giá hiện tại con đang bán là 25.000 một cây linh sam siêu hoa, loại trồng ấy như thế này, loại sắp đế như thế này, 25.000 một cây nha. Rồi ngoài cây siêu hoa ra thì vườn con hiện tại có cằn thăng nha cô chú anh chị. Cằn thăng này vườn con đã quắn củ đế quái, cây hiện tại đang rất là ok đó. Về cô chú mình làm bonsai mini ghép tiêu cảnh gì rất là đẹp ha. Đó, những cây cằn thăng này hiện tại vườn con đang giao lưu với giá là 40.000 một cây. Giá này là giá thanh lý nha cô chú. Cái cây thì trồng cũng gần 1,5 năm đến 2 năm rồi, nhưng mà giá gì là quá mềm luôn. Quắn củ đế quái rồi tốn công vô dây vô vọng nữa. Thì vậy cô chú mình ghép tiêu cảnh rất là dễ dàng ha. Ép vô chậu nhỏ sẵn luôn nha. Cằn thăng 40.000 một cây. Còn ở đây là mấy cây sam núi trái. Sam núi trái này thì nó cái loại cũng trồng rất là lâu lớn nha, gốc cỡ chừng ngón tay cái, ngón tay trỏ tùy theo cây, nhưng mà ưu điểm của nó là vườn con đã quắn quái. Thì vì cô chú mình tha hồ mà tạo dáng những cây sam núi trái ha. Sam núi trái thì hồi lúc trước thì người ta khai thác để về bán không à, ở ngoài miền Trung. Nhưng mà khi mà về tới miền Tây này thì người ta nhân giống ra, chiết nhánh rồi làm theo kiểu đại trà, trồng là tính công không à, cho nên bây giờ cây nó quá rẻ luôn nha cô chú. Đó, cây sam trái như trên màn hình cô chú hiện tại đang thấy giá chỉ có 90.000 một cây thôi. Đó, về là cô chú mình có một cây về làm bonsai rồi, rất là dễ dàng ha, sam núi trái nha. Rồi thì vườn con hôm nay lên vài cái loại cây đang bán vậy thôi, cô chú mình có nhu cầu thì liên hệ vườn con. Hồng Ngọc Mai này con sẽ lên clip thanh lý cụ thể cho cô chú mình lựa chọn, giá chỉ vài chục thôi. Rồi con cảm ơn cô chú mình đã ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều. Thì con cũng xin kết thúc video và tạm dừng tại đây ha. Con xin mến chào.